Vì là cái bản thân của chính quyền Việt Nam của Hoàng Ngụy của Nguyễn Văn Thiệu là không có một cái gì để xuất khẩu cả, chỉ có một ít lúa gạo nhưng mà sau này không xuất khẩu được, một ít cà phê thế thôi, chả có xuất khẩu gì. Còn chủ là cái kinh tế là phụ thuộc vào của Mỹ. Mỹ đã đổ bộ đổ, đổ vào là một năm nó mới tới 10 tỷ để cho cái binh lính Mỹ và quân chư hầu nó đóng ở đấy để nó tiêu lương bổng, cho nên là riêng cái tiêu cái 10 tỷ đô la nó tiêu ở Sài Gòn và ở miền Nam là cũng thấy là cũng là kinh khủng. Thứ hai nữa là nó tài trợ cho cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là mỗi năm hơn 1 tỷ, có năm là tỷ 2, tỷ 3 đấy, là tỷ để mà nó chi phí cho cái dân sự này. Thế và 10 tỷ, 16 tỷ cho quân sự, còn 30 tỷ là cho quân đội của Mỹ là khác. À, cho nên hoàn toàn là cái thế này tôi mới đọc về một số những cái con số cụ thể mà đăng trên cái tạp chí Ngân hàng Thế giới ấy, nó gọi là cái gì tên tiếng Anh nó là gì tôi cũng không biết đọc, nhưng mà đại khái là thế này là năm 1960 ấy, thì Việt Nam ấy, là cái tính trên đầu người đấy nhá là 223 đô la trên một năm, trong đó Philippines là 257, à, Thái Lan là 101, Đúng, Hàn cái Quốc thông là tin, đúng cái thông 155, tin. và Malaysia là 299, Hồng Kông là 429, Singapore là 395, và Nhật là 479. Như vậy là cái năm này là Việt Nam hơn được ba nước. Nước thứ nhất là Indo, Indo nó không có nó không có thống kê. Thứ hai là Brunei là không thống kê. Và thứ ba nó là Thái Lan, và thứ tư là Hàn Quốc, tức là hơn bốn nước. Nhưng mà đến năm 65 á, thì hơn được có một nước thôi. Thì là Việt Nam 65 bắt đầu chiến tranh, bắt đầu lan tỏa thì là bắt đầu là còn có 130 thôi, đô la thôi. Trong đó là Philippines là 189, Indonesia là 56, Thái Lan là 138, Hàn Quốc là 155. Tức là trên đầu người đấy, một năm Malaysia là 333, Hồng Kông là 679, Singapore là 516, Brunei là 1146, còn Nhật là 920. Đấy. Và tôi bởi vì nó dài lắm cho nên tôi đọc cái đầu năm 75. Vì là đầu năm 75 là Mỹ nó rút rồi. Nó rút từ năm 73 và nó không viện trợ, nên là nó viện trợ có 300 đô la thôi. À, 300 triệu đô la, thì nó bảo là Thiệu nói là nếu mà viện trợ 300 triệu thì nó giữ một con khu đấy. Hôm qua tôi có nói cái câu đấy đấy. Đấy. Ở đây là tính tất cả cái tiền viện trợ của quân sự tính cầm vào nó chia bình quân đấy, chứ không phải là của Việt Nam Hòa làm cho đâu nhá. Thì đến năm bảy đầu năm 75 ấy là Việt Nam có 44 đô la thôi, tính có 44 đô la thôi, trong đó là Philippines là 364, còn Indo là 360, Thái Lan là 351, Hàn Quốc là 608, Malaysia là 863, còn Hồng Kông là 2251, Singapore là 2555, à 57, Brunei là 7461, còn Nhật Bản là 4514 đô la đầu người trên một năm. Thì ta thấy rõ ràng đây là cái giọng điệu của chúng nó là chúng ta tôi nói là chúng ta không có tin được. À, nó nói là bảo là trước năm là kinh tế Việt Nam Cộng Hòa là đứng thứ nhì châu Á, đứng nhất Đông Nam Á, rồi ABC, rồi đời sống nhân dân. Nhưng mà thực tế tôi nói thế này này, nhưng qua tôi nó nói rồi đó, nếu mà bước qua cái bờ rào bên kia, bên này nó là tòa nhà có ốc, nhưng bên kia nó là một cái mương nước đen sì, là dân đánh răng và tắm rửa trên đấy, là cái đó là quả thật. Đi vào vùng phố sâu, tôi vào cái vùng ấp Bắc, tôi đã vào vùng của Bắc mà ngay cái chỗ Vĩnh Kim ấy, cái chỗ Vĩnh Kim, cái chợ Vĩnh Kim mà cái quê hương của chị Lê Thị Hồng Cấm ấy, tôi đã đến nhà chị Lê Hồng Cấm rồi, anh hùng mà bắn máy bay là du kích ấy, tôi đã đến nhà uống rượu với ông bố với cả em trai ấy. Tôi đã đến ở đấy, nhà tranh cũng khổ lắm, nó chỉ được tí, cái chợ Vĩnh Kim tí tí thôi, có phải cái nhà buôn không có gì đâu đấy, còn thành phố Mỹ Tho thì nó được khoảng mấy vạn dân, thì đại khái là kinh tế thì ở chỗ thành phố Mỹ Tho thì nó rất đẹp, bên bờ sông Tiền đẹp lắm, nhưng mà đi qua cái cầu Chiến Sĩ kia là coi nhận đường đất và tối hôm mà không có điện đó.
Đấy, không có cái gì cả. Thì còn dân, có những nhà tôi nói, xin lỗi, cái nhà cái chị Sáu mà nấu cơm cho chúng tôi ăn, chưa nó là chị làm cấp trưởng, mà còn cái anh Năm là cứ hai bố con, ba bố con, anh đi làm là đến nửa buổi là còn lại là chạy ra để lấy tạm ứng tiền để mà ăn. Đấy, kinh tế nó tạo cho chỉ con người lao động. Chứ còn một số những cái quan chức, trong một là sĩ quan ngụy, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, thì thực ra được đời sống nó cao thật, rất là cao, không phải đâu. Sĩ quan mà kiểu cấp tá đâu lên thì vô cùng là sướng. Đấy, tôi nói thực sự. Hai là những cái trí thức mà ví dụ bác sĩ, thì bác sĩ trong cái bệnh viện thì rất là được trọng dụng. Hay là các thầy giáo mà dạy cấp 3, đấy, từ cấp 2 trở lên họ đã gọi giáo sư rồi. Đấy, đã gọi là giáo sư rồi. Đấy. Phần lớn là tôi thấy là giáo viên ở trong đấy là vợ ở nhà thì cũng chỉ có chăm bẵm thôi, với ai nó lại thôi, nhưng mà người ta để 8-9 đứa con, chỉ có chồng đi làm, cho nên là chứng tỏ là lương ngoại rất cao. Nhưng mà cái người nông dân là vô cùng khổ. Thế còn cái nông dân thì chỉ một số cái người buôn thì còn được, cái người buôn chuyên về chức thì còn tôi thấy còn cả. Thế còn cái người làm nông thì khổ lắm. Đấy, cho nên là họ nói là để họ nghe thôi, chứ còn mình phải có cái bằng chứng. Đấy, nó đấy, chào ạ, và nói cho tất cả mọi người để biết được cái như thế. Thế còn cái việc mà bảo là cộng sản ác với dân, hiện nay đang nói là cộng sản ác với dân, là công an đánh người vân vân. Tôi nói nếu như cộng sản ác với dân thì năm 75 chúng ta chuẩn bị cho cái chiến dịch Hồ Chí Minh ấy, là như tôi đã đọc một cái tài liệu là chúng ta đã chuẩn bị rất là nhiều, mà chính là Đinh Đức Thiện lúc đấy là cục trưởng cục quân nhu đó. Thì có nói là các anh cứ bắn đi, bắn thoải mái, bắn chỗ nào bắn cho nó. Tức là lúc đấy chúng ta không thiếu đạn. Đấy, không thiếu đạn. Thì tôi nói thế này này, cái năm 68 thì mấy anh bảo là pháo kích thì bắn được có 4 quả là hết đạn. Một quả chính trái, một quả chính phải, quả chính trên. Thế còn có một quả cấp tập, thường cấp tập ta phải bắn 10 quả, nhưng mà này có mỗi quả cấp tập cái gì. Họ cứ nói là cười và không thiếu. Nhưng mà đến năm 75 thì chưa nói là chúng ta thoải mái. Cho nên nếu như mà chúng nó rút thì chúng ta để cho nó rút, nó chạy ra biển. Chứ nếu mà tôi xin lỗi 500.000 quả pháo mà nó dập cho các cái biển thì không chết hết. Nếu tôi xin lỗi các bạn. Nếu mà cộng sản ác với nhân thứ hai là khi chúng ta bắt được sau khi năm 75 mà là cải tạo, tôi xin lỗi các anh, tôi mang ra tử hình hết một loạt, tôi nói mà chúng ta có quyền để làm được như thế, bởi vì để chúng ta trả thù cho những đồng chí đồng bào chúng ta đã bị chúng đối xử. Nhưng mà chúng ta không. Hiện nay ở trong miền Nam, cái lúc đầu tôi phải nói thế này để nói ta nói rõ, cái lúc mới giải phóng xong chúng tôi vào đây thì một số anh em ở mà đi chiến khu về, đi những người hoạt động trước đây là người ta bị người ta các cái chính quyền ngụy, cái chính quyền Việt Nam Hòa nó ôi ép nhiều quá. Đấy, cho nên người ta về người ta cũng bức xúc, cho nên nó cũng có những cái phân biệt đối xử. Cái đó là tôi phải công nhận nó có. Thứ hai nữa là người ta cũng phải phân biệt đối xử để nó tách bạch ra, bởi vì cái lúc đấy là nó đang ta gọi nó trỗi dậy, nó gốc rồi dậy. Cho nên một số những cái vụ án mà nó trỗi dậy, mà ngay ở Tiền Giang tôi bắt được mấy vụ Trần Văn Chiến tử hình, bắt còn 70-80 là nó định nổi loạn cái đêm ngày 30 Tết, cái năm 70 là 55 sang 76 là định nổi loạn, là đi Honda không đèn đấy. Sau xử mà tôi có đi dự cái vụ đấy là tử hình những cái thằng đứng đầu, thằng Trần Văn Chiến tôi vẫn nhớ đấy. Và 80 thằng nó bắt đi tù hết. Thế còn cái vụ mà ở cái chùa Kim Sơn đó, nó in cả tiền giả mà cũng định là bạo loạn. Cho nên người ta phân biệt đối xử nó là đúng. Nhưng mà đến bây giờ thì nó không còn cái việc đối xử nữa. Bây giờ người ta thấy là trong một cái ấp, kể cả những anh bên này đi cách mạng và những người đi Việt Nam hóa, bây giờ người ta cũng ngồi với nhau uống rượu, nó là bình thường. Người ta không có, mà ngay cả bây giờ những người nào mà con cái mà ở bên kia cũng không có đất, người ta cũng cấp đất, người ta cũng bây giờ đi học đại học. Tôi nói như thế, nó thật như thế. Tôi dạy sư phạm thì rất nhiều là con em sĩ quan ngụy, chứ còn nông dân làm gì có người có đứa nào đi học. Chủ yếu là cái con nhà giáo viên, con nhà có điều kiện, rồi cái con nhà buôn hay là con nhà sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thì nó người ta mới có tiền đi học, và nó mới đậu được các trường cao đẳng và các trường đại học. Đấy, tôi dạy trường sư phạm cho nên tôi biết, đọc cái mỗi một năm chúng tôi sẽ tuyệt bao nhiêu cái hồ sơ chứ. Hồi xưa chúng tôi biết thì tôi, nhưng mà tôi chủ nhiệm nhiều cho nên tôi phải lọc, thì đây tôi nắm lên lịch học sinh tôi biết. Cho nên tôi biết là toàn là học sinh, là toàn là
là bố là chắc là đi sĩ quan hay cũng là đi lính thế thôi, nhưng mà không về, trừ những một số những cái đối tượng tức là nó vào cái chuyện là ác ôn hết thì tôi không nói đấy. Đấy, cái đó là trao đổi với cháu thêm cái buổi hôm qua là bởi vì là tôi không có bằng chứng cụ thể. Hôm nay là thì nói chung là cái kinh tế miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thì cái thời điểm đó thì gần như ai mà cái sống ở cái thời điểm đó họ cũng biết chú ạ. Không phải là ai, không phải là không ai biết. Nhưng mà những người Việt Nam Cộng Hòa người ta qua bên đó, qua bên Mỹ hay là qua các nước á, thì bây giờ họ kiểu như là họ già mà họ có cái sự ảo tưởng, họ vẫn còn nhớ đến cái thời mà Mỹ nó cung cấp cho họ ăn uống ngủ nghỉ đó. Thì họ vẫn cứ mơ tưởng như vậy và bây giờ họ vẫn cứ cái kiểu thể hiện mình trước các con, các cháu của họ. Mà thực chất những cái người mà con cháu của họ thì không có biết Việt Nam là gì. Họ cũng không về Việt Nam, thành ra là họ nghe cha mẹ ông bà họ nói. Mà những cái người cha mẹ ông bà đấy toàn bộ là những người vợ của các cái người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và cái thời điểm đó thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa là những người giết người vô số kẻ chú ơi. Trong các cái tin nhắn người ta gửi đến cho con á, con nói thiệt với chú chứ con nhìn mà nước mắt con cứ trào ra, nó rơi ra thôi. Những cái người dân mà có con đi theo cái thời điểm đó là theo cái gì chú? Mặt trận cách mạng, nó gọi là cách mạng đấy mà. Dạ cách mạng, nhưng mà cách mạng là ngoài Bắc, còn đây là mặt trận giải phóng miền Nam á chú. Dạ, là người ta đi vào ấp chiến khu, người ta làm sao đó, con không có, nói chung là dài lắm con không có nhớ, nhưng mà đại loại là khi người ta đi như thế mà cái người lính ngụy mà người ta bắt được á, là người ta giết, người ta cắt đầu cắt cổ rồi người ta giết, rồi người ta bắt phụ nữ, bắt mẹ hay là bắt vợ của những người đi lính đó, những người mà đi lính theo mặt trận đấy chú, mặt trận giải phóng á, là nó ngụy, nó bắt vợ bắt con hay là bắt gì đấy, nó hiếp xong nó bắt con lươn nó cho vào cái cửa mình người phụ nữ chú ạ. Cái đó thì thế này, tôi phải nói thêm cái này. Năm 1977 thì cái trường sư phạm của tôi có lên trên cái chỗ cái số 2 hay là số 4 Trần Quý Cáp ấy, thì tôi nhớ thế thôi, bởi vì lúc đấy là thuê ô tô, mà lúc tôi mới vào cho nên là cũng không thuộc đường, ngồi trên ô tô chở đến thăm cái gọi là cái triển lãm về tội ác giặc Mỹ, thì có cái cảnh là nó tra tấn, nó bủa cả rắn độc vào chứ không phải là bủa lươn, rắn độc vào. Rồi nó thả con, rồi ví dụ như bắt được mẹ nhưng mà mẹ không khai, chắc là thế, nó bỏ con vào trong cái chuồng chó bốc dê để cho là đấy, cho nó cho mẹ bắt buộc phải khai. Cái đó là nó chắc. Thế còn ở làng tôi thì có một cái anh bộ đội, thì anh tên là anh Nguyễn Đình Liên, anh đi bộ đội đánh nhau ở trong cái chỗ Quảng Trị, xong đó là bị bắt. Ông bảo là đánh hết đạn, thì bắt đầu nó đến, bắt đầu là nó dí súng qua, thế bắt tất cả lên bắt đầu là chửi ra đảo Phú Quốc. Nhưng mà xuống Phú Quốc, xuống sân bay cái là bắt đầu dù có đập tới tấp, ngoài là lần đầu đánh thì không thể tưởng được đấy. Dạ. Và nó ở đánh... đây trong diễn đàn ngày hôm nay có ai biết chị Nguyễn Hải, người ở An Giang hay Long hay là Kiên Giang gì đấy, mời chị vô, chị là nhân chứng sống, khi đó chị mới có 7 tuổi chú ơi, mà chị vẫn nhớ tới bây giờ, để cho chị nói cho những người mà bị ở nước ngoài họ nhồi vào sọ rồi, cho nên bây giờ không có hiểu đâu là đúng đâu là sai. Cái này này, thực ra những cái anh mà sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thì anh có khi anh canh mà sang Mỹ là canh không thấy cảnh đó. Cái cảnh mà chính là cái chế độ của các ông là giết người mà rất tàn nhẫn thì các ông lại không thấy, bởi vì nó nằm trong nhà tù mà không phải vào tù đâu. Anh tra tấn ở Phú Quốc với Côn Đảo cơ, ra Côn Đảo mới thấy. Cho con hỏi là hôm nay có nhiều cái người mà anh chị em vẫn gọi là ba que đấy, thì nó vào nó nghe và nó sủa, nó nói tào lao lắm chú. Thì điện hôm nay chú đây thì con hỏi chú là cái vụ mà cái lá cờ mà màu xanh và một nửa màu xanh và một nửa màu đỏ ấy chú, là của mặt trận giải phóng, và khi 30 tháng 4 đúng chú, khi 30 tháng 4 là mặt trận giải phóng là người cắm cờ. Đúng rồi. Cái đó. Cái nó này ta phải nói hôm qua là thế này này, hôm qua là lúc là tôi về máy hết pin thì không vào được.
Thực ra là ta phải biết rằng là chính năm 54 là chúng ta là thống nhất đất nước. Thì lúc đấy là có thể là theo cái xu hướng là chúng ta sẽ đa đảng và chúng ta sẽ là bầu ra một chính phủ liên hợp. Đấy, nó đúng như thế. Đấy. Nhưng mà do cái Ngô Đình Diệm nó đưa về là không nó phá hoại cái hiệp định Geneva, cho nên là bắt buộc chúng ta phải đấu tranh. Đấy. Mà chúng ta đấu tranh thì là chốc lúc bên này bên Mỹ sẽ dựng lên cái chế độ một cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đấy. Để nó bảo đây là và nó tuyên bố nó độc lập. Nó thế. Bây giờ cái Mỹ là nó tuyên bố được trước đây chúng ta chỉ có một chính phủ thôi. À, chỉ có một chính phủ thôi. Nhưng mà đến sau nó dựng lên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nó bảo đây nó kế tục của cái quốc gia Việt Nam. Nó dựng lên, nó bảo đây là từ vị tiến 27 là nó bảo là cái hiệp định Geneva là chia đôi rồi. Nó nói thế. Nhưng thực ra nếu mà đọc lại cái hiệp định Geneva, nếu mà ai có, chúng ta mà đọc cái không có cái điều nào nói đến cái chỗ là chỉ là chia đôi cái vị tiến 27 là tạm thời thôi. Đấy, tạm thời thôi. Nhưng mà chúng nó dựng lên như thế. Thế thì cho nên sau này là cái mặt trận giải phóng Việt Nam chúng ta phải cũng phải là xây dựng cái mặt trận giải phóng Việt Nam để mà chúng ta nó hai cái là đối thoại với nhau. Đấy. Nhưng mà thực tế ta phải nói cũng đây cũng là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cả chứ không phải là đấy. Nhưng mà họ đại diện cho nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam. Cho nên là cái năm 1975 ấy, à, cái năm 73 đó là cái theo yêu cầu là cái quân đội miền Bắc là rút khỏi về ở miền Nam, trong đó là Mỹ cũng phải rút lẹ. Đấy, nó nói mà tôi mà rút thì anh cũng phải rút. Thế thì bà Bình bà đập lại luôn, bà đây là đất nước của tôi thì tôi ở đâu tôi ở chứ. Cho nên chúng nó tịt chỗ đấy. Cho nên nó bảo là cộng sản. Bà Nguyễn Thị Bình là ở tỉnh nào vậy chú? Bà Nguyễn Thị Bình tức là bà này là sau này là và lúc đấy là bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của cái mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, bà làm trưởng đoàn của cái phái đoàn mặt trận giải phóng miền Nam này, hội đàm Paris ấy. Dạ. Đấy. Có nghe không nhỉ? Có, con vẫn nghe. Vâng. Chú nói đi ạ. Thế bà Bình ấy, thì là bà là quê Quảng Ngãi. Bà là quê Quảng Ngãi. Thế mà bà Bình ấy, là nói mà lai lịch từ bà Bình là cháu ngoại của nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh. Đấy. Sau này là sau năm 76 thì đại hội đảng lần thứ tư thì bà được cử làm bộ trưởng bộ giáo dục. Sau đó là bà là lên làm phó chủ tịch nước. Đấy. Dạ. Thì bà Bình là trong cái hội nghị đó là bà thẳng thắn bà bảo là bà nói với cái chữ là đất nước Việt Nam là của tôi, quân đội tôi ở đâu ở chứ không có. Anh có quân đội nước ngoài thì rút đi. Còn chúng tôi là người Việt Nam, đấy. Cho nên là cái chơi nó mới chịu chỗ đấy đấy chứ. Lúc đầu nó bắt là nó bắt là quân đội miền Bắc cũng phải rút về. Dạ, chú cứ nói đi chú. Dạ. Chú cứ nói đi, con thay đổi chỗ ngồi thôi. Trong cái hiệp định, cái trong cái lúc mà để mà bàn để mà đến cái chết ấy, thì là chính là cái chơi nó ép. Nó bắt được quân đội nhân dân Việt Nam và cái quân đội miền Bắc nó phải rút về, nó bảo nó bắt về phải rút về. Đấy. Thế cho nên là mình không chịu, cho nên là nó bắt ký theo những cái điều khoản của nó đưa ra. Đấy. Nhưng mà ta không nghe, cho nên là cái hội nghị nó bắt đầu là cái tháng 10 năm 72 là chúng ta rút về, thì vừa về đến nhà xong thì là cái biết tắc rồi là bắt đầu là Mỹ nó bảo nó tuyên bố đánh cho miền Bắc là sẽ trở thành thời kỳ đồ đá đấy. Cái bác Lê Đức Thọ mà vừa về đến Hà Nội vừa hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm ấy, bác Lê Thọ là trưởng đoàn ấy, quốc vận ấy, bác vừa về đến nhà thì bắt đầu đã bom đã rơi xuống Khâm Thiên rồi. Đấy, ta phải biết như thế, nó đánh cho nhanh như thế, máy bay B-52 đánh như thế và nó tuyên bố là đánh cho miền Bắc là trở thành thời kỳ đồ đá, cho mà nó nói như thế. Cho nên là cái bọn này nó bảo là miền Bắc mà nghèo thì tôi nói chứ là lúc đấy chúng ta mà đã tồn tại được nó là một huyền thoại rồi. Tồn tại được mà chiến thắng được nó là càng huyền thoại. Chứ đừng nói vô sau con đường mà làm nha, đi làm gì làm nha đường. Nhưng lúc đó ta phải làm cái đường tránh, cái đường gọi là đường dân sinh, đường đi là cải trang ấy. Chứ còn nếu mà chúng ta làm lộ đường mà xe ô tô chạy cơ mà máy bay nó bắn cơ mà chết hết. Nhà mà xe to đến gì ta phải làm hầm chứ. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là một số cái bạn ba que nó không biết đâu, cái bạn này nó bố láo bố léo nó không biết đâu. Một số những cái sĩ quan bên ngụy, tôi nói ví dụ
Tôi nói về ở Việt Nam thế này, ở trên Việt Nam dù tôi nói là vẫn chúng ta vẫn đang nghèo chứ tôi không thể nói là giàu gì cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là không có người nào không có nhà cửa cả. Tôi nói đấy là một cái hình như là có nhà bé nhà to thì cũng mỗi nhà cũng cái gia đình cũng có một cái căn nhà. Có đúng không? Cũng có miếng đất chứ không có nhà nào. Tất nhiên là tôi nói thì chắc là cũng chưa phải, nhưng mà có thể là những người mà người ta bị chơi cờ chơi bạc hay là cái gì đấy thì là có thể là phải bán nhà để cửa thì tôi không nói. Nhưng mà hầu hết cái nhà tôi chả thấy có nhà là không có nhà cửa. Nhưng mà cái anh Ngô Kỷ anh sang đến 43 năm anh vẫn còn cái mà chả có lấy được vợ vì không có nhà cửa lấy vợ đâu. Nghề nghiệp thì không có thì ai lấy. Thế mà tôi nói là tất cả cái người Việt sang Mỹ tôi biết rồi thế này. Một số thì làm lương có thể tháng 100.000 đô la. Cái đó có tôi đã biết. Và có những người 50.000 đô la là cái đó có. Bởi vì những người đó là người giỏi. Chứ còn đa số sang là làm nô lệ thôi. Nói từ 2.000 đô la với 2.500 đô la thì quan đấy. Bởi vì cái